Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh thì bên em thì chuyên cung cấp phục vụ các bác những cái sản phẩm mà thiết bị âm thanh karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em với rất nhiều những cái sản phẩm mà phục vụ các bác hát karaoke. Thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của anh Trần Văn Hải ở bên Giã Lương Nghệ An, thì Đô Lương Nghệ An, thì anh ấy có lấy ở bên em hai cái bộ sản phẩm đầu màn chọn bài karaoke. Thì đây là hai cái sản phẩm mà đang có giá bán thanh lý các bác nhé, giá bán thanh lý. Thứ nhất là cái màn này là cái màn đã qua sử dụng, và hai cái đầu bờ rồ này là đầu mới cứng bóc hộp, nhưng mà với cái giá bán thanh lý thì rất là hợp lý cho các bác. Thì vừa rồi cái dịch cúm vừa rồi thì rất nhiều những cái phòng hát người ta đi thuê cái địa điểm và nhà nước cấm kinh doanh, thì người ta không kinh doanh được, mà cái tiền phí mà thuê cái địa điểm nó mất quá nhiều. Đấy, và cái dịch cúm nó diễn ra như vậy thì người ta đã tuyên bố là phá sản, không 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 kinh doanh được nữa, không duy trì được nữa. Thì bên em đã đợt trước thì đã lắp cho những cái phòng đấy thì những cái thiết bị, thì sau khi người ta phá sản thì người ta có nhu cầu là thanh lý đi thì bên em lại thanh lý lại những cái bộ sản phẩm này. Thì các bác mặc dù như các bác là mặc cái màn này các bác nhé, là mặc dù nó là một cái sản phẩm thanh lý nhưng mà các bác để ý hộ em là nó như mới luôn ạ, như mới. Đấy, đẹp như mới. Và cái màn hình này là màn hình là 22 inch viền xanh các bác nhé, 22 inch viền xanh. Thì cái bác khách này thì bác ấy đi lắp phòng hát. Đấy, lắp phòng hát thì bác ấy lấy của bên em và để đi lắp cho khách. Thì cái sản phẩm này bên em bán ra với giá thành thanh lý cho bác cực kỳ hợp lý. Thì hôm nay thì thứ nhất đó là một cái video mà test hàng trước khi đi gửi đi cho các bác khách, và thứ hai cũng là em một cái video em quảng cáo, em đưa đến các bác một cái mẫu sản phẩm như này. Thì bác khách này thì bác ấy có nhờ bên em làm một cái video demo là lông đảng. Kính chào quý khách nhà hàng lông đảng. Thì cái bác ấy, bác làm cho cái nhà hàng này, cái nhà hàng này thì nó người ta làm ở trong cái phòng hát đấy. Có nghĩa là khách vừa ăn và vừa hát karaoke thì nó rất là hay. Cái nữa thì em nói chuyện với các bác là một số những cái tính năng của cái dòng đầu này. Thứ nhất cái bộ sản phẩm này thì đây là hai bộ các bác nhé, thì là cái bộ sản phẩm này gồm có một cái đầu HD Pro chạy ổ cứng 4T, và cái cấu hình chức năng của con này như nào. Thứ nhất nó là con đầu HD Pro mang cái nhãn hiệu là HD Pro của tập đoàn Việt KTV. Ổ cứng lắp sẵn ở bên trong nó là một cái ổ cứng, là ổ cứng 4T. Ở bên trong này nó có một cái ổ cứng lưu trữ ổ dữ liệu ấy, thì nó đang là ổ cứng 4TB, và cái đầu này về sau các bác có thể là nâng cấp lên được 6TB. Đấy, thì với cái dung lượng ổ cứng 4TB có sẵn ở bên trong này thì các bác đã hoàn toàn đã có đầy đủ tất cả những bài hát mới của hãng Việt KTV, của tập đoàn Việt KTV. Đồng thời là các bác cái dung lượng ổ cứng 4T đấy vẫn còn trống rất là nhiều để các bác tải những bài hát mới. Cái nữa là con này bài hát ở trong những cái đầu này là bài hát chất lượng gốc, công ty Việt KTV người ta đã bỏ quyền ra, người ta mua bỏ tiền ra, người ta mua những bản quyền của bên Bộ Thông tin Văn hóa Việt Nam, và người ta đã mua được những cái video gốc đấy. Thì với những cái video gốc của ca sĩ người ta hát thì cái chất lượng âm thanh hình ảnh thì cực kỳ là tuyệt vời rồi, các bác miễn là chê. Tiếp đến là cái con này, cái phần cứng của nó thì nó xuất ra đường HDMI, xuất lên hình ảnh là cực kỳ sắc nét, các bác nhìn nhé, cực kỳ sắc nét. Tiếp đến là con này nó có đường tiếng cổng quang học, là một cái đường tiếng mà truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng mà nó không bị can nhiễu, mà cái chất âm của cái đường tiếng này thì nó rất là tuyệt vời. Đấy. Và con này là có một cái chế độ rất là hay nữa là nó tự động tải những bài hát mới. Bình thường với những cái đầu khác thì các bác muốn tải những bài hát mới thì các bác phải mang đầu đi những cái cơ sở để các bác tải bài hát mới. Nhưng đối với cái dòng HD Pro này thì các bác chỉ việc cắm một cái dây mạng internet vào đầu này, và trên cái màn hình cảm ứng hoặc là trên điều khiển từ xa, thì ở đây em nói chuyện ở trên màn hình cảm ứng, thì các bác chỉ việc vào phần ấn vào cái phần hình cái đám mây này, ấn vào hình đám mây này thì lập tức ở trên cái đây em sẽ quay về. Ở trên cái đầu này nó sẽ loát lên cái server của hãng, và là sẽ có bao nhiêu bài hát mới thì nó sẽ thông báo lên để là có những cái bài hát như mới như vậy, và các bác có nhu cầu thì các bác sẽ tải cái bài hát đi về, và hoàn toàn là miễn phí, những bài hát đây là miễn phí, và bài hát đấy là bài hát có bản quyền ở công ty người ta mua cái dữ liệu gốc cho bác. Đấy. Cái nữa là ở trên đây thì phần kết nối em lối qua đây, em mới cắm cái đầu phía sau thôi, cắm đầu phía 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 dưới thôi, thì ở đây là có cổng HDMI này. Đây là cổng đường dây internet vào này để các bác tải bài hát mới này. Tiếp đến ở đây là một số những cái dây, đây em rút cái dây ở đầu trên ra. Đây là các bác nhé.
Đây là cái dây này, dây là dây lên cắt với màn hình cảm ứng để các bác cảm ứng được này, đấy gọi là dây key. Tiếp đến là cái dây này, dây VGA là truyền hình ảnh lên cái màn hình cảm ứng, truyền hình ảnh lên cái màn hình cảm ứng. Tiếp đến đây là hai cái đường tiếng, đây là hai cái đường tiếng đường AV. Thì các bác có thể là sử dụng đường tiếng AV hoặc là sử dụng đường tiếng cổng quang, đấy tùy các bác. Ví dụ như là nếu mà sử dụng đường tiếng cổng quang thì các bác sẽ thôi đường AV này ra, bỏ cái đường AV này ra. Đấy thì dây dợ cái lối nó rất là đơn giản các bác nhé, chỉ có nếu mà có cả bộ cả đầu cả màn thì chỉ có ở đây có 4 dây thôi, 4 dây cộng dây mạng nữa là 5 dây, dây nguồn rất là 6 dây. Phần kết nối thì nó rất là đơn giản. Và nhắc lại là cái đầu này là đầu mới cứng bóc hộp các bác nhé, mới cứng bóc hộp luôn ạ. Và hình thức của đầu thì nó rất là đẹp đây các bác nhé, đây ạ. Đấy kiểu dáng hình thức của đầu rất là đẹp và rất là chắc chắn. Phần trước là mặt phay nhôm, thiết kế cực kỳ là sang trọng và rất là đẹp. Đây là cái đèn thông báo cái trạng thái của đầu của máy. Đây thì em sẽ cắm cái phần của cái đầu thứ hai vào. Ở trên cái thứ hai thì em chỉ cắm cái dây dây hình ảnh lên cái màn hình cảm ứng và cái dây cảm ứng lên màn hình cảm ứng thôi. Đây các bác sẽ nhớ. Và ở đây thì cái bác này thì bác ấy có nhờ bên em là làm một cái video demo như này, quảng cáo về cái công việc của cái nhà hàng này, cái nhà hàng Lông Đà. Kính chào quý khách, số điện thoại của nhà hàng, để khi mà khách hàng đến thì nó sẽ có một cái quảng cáo cho cửa hàng rất là hay. Đây thì em sẽ chi tiết hơn. Đây là cái màn, màn này là màn Việt KTV 22 inch viền xanh các bác nhé. Chân rất là điệu đà luôn ạ, cực kỳ là chắc. Chân bằng inox các bác nhé, rất là chắc chắn, không bị han gì. Phần phía sau đây ạ, đây con này cũng thế ạ. Đấy, các bác sẽ nhìn quan sát nó rất là đẹp, như mới luôn các bác nhé. Và các bác sẽ để ý cái em thấy là cái dòng màn 22 inch này thì hình ảnh nó rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Và cái thao tác chọn bài ở trên này cũng rất là trơn đấy ạ. Ví dụ như các bác mà chưa cắm dây mạng thì ở đây nó sẽ có màu đỏ các bác nhé. Còn nếu mà các bác cắm dây mạng internet vào mà mạng internet tốt thì nó sẽ thành chuyển thành màu trắng ở đây. Ví dụ như bên này thành màu trắng thì có nghĩa là mạng đã tốt thì các bác sẽ vào tải bài hát. Đấy, rất là hay. Ở đây thì em sẽ thao tác một số những ví dụ ở đây là chọn bài nhé. Các bác sẽ quay về hết ở đây. Và phần bài hát ở đây, phần ca sĩ này. Và phần bài hát thì nó diện hiện lên tất cả danh sách bài hát. Các bác sẽ nhìn thấy tổng số bài hát ở đây nó rất là nhiều các bác nhé. Đây là trang số 1 trên tổng số là 5.142 trang. Mà mỗi trang ở đây có 8 bài hát thì các bác sẽ 8 bài nhân với cả 5.142 trang. Thì các bác sẽ thấy cái số lượng bài hát nó cực kỳ khủng luôn các bác nhé. Cái nữa là thao tác chọn bài thì nó cũng rất là dễ. Các bác chỉ cần gõ chữ cái rồi liên khúc. Em hát bài liên khúc Duy Khánh. Duy Khánh đấy thì lập tức gõ chỉ cần là LKDK thôi, liên khúc Duy Khánh viết tắt thế thôi. Các bác sẽ thấy cái bài liên khúc Duy Khánh được ấn là chạy trên TV luôn. Và các bác sẽ nhìn hình ảnh nó cực kỳ là tuyệt vời nhé, rất là sắc nét luôn. Đấy là bài hát ở bên trong cái đầu máy. Bài hát thì nó rất là nhiều, cái số lượng bài hát rất là nhiều và chất lượng hình ảnh là chất lượng hình ảnh gốc của ca sĩ. Đấy, video gốc nó rất là tuyệt vời. Tiếp đến là các bác muốn tải bài hát mới, các bác sẽ ấn vào hình cái đám mây này hộ em nhé. Ấn hình đám mây thì lập tức cái máy này nó load lên server của hãng và nó liệt kê là những cái bài hát mới. Thì các bác sẽ nhìn ở đây là có những hình đám mây này, là những cái bài hát mà đang nằm trên đám mây, đang nằm ở trên đám mây, nằm trên server của hãng. Các bác chưa có trong đầu máy, các bác muốn tải về thì các bác chỉ cần ấn bài hát này vào thôi. Đấy, các bác có thể là tải tất cả bài hát hoặc các bác có thể lựa chọn những cái bài hát mà các bác cần tải để các bác tải về, còn những cái bài hát mà các không hát thì các bác không tải về. Đấy, và toàn bộ bài hát này là tải miễn phí các bác nhé, tải miễn phí luôn ạ. Ở đây nếu mà các bác muốn vào liệt kê cái tốc độ tải và cái số lượng bài hát tải thì các bác sẽ vào đây. Đấy, vừa ấn thôi một tốc độ là 80%, 85% cái tốc độ tải nó cực kỳ nhanh các bác nhé. Tốc độ tải qua mạng rất là tốt. Và các bác thấy để ý hộ em là cái cảm ứng của con này nó rất là mượt mà luôn ạ. Cảm ứng cực kỳ mượt mà, lật trang đấy ạ. Lật trang luôn này, lật trang này, vuốt lên vuốt xuống. Nó có đây là hết rồi nhá các bác nhé, đây là hết rồi. Đấy những bài hát mới. Thì cái này đầu này thì em đã vừa cập nhật một số những bài hát mới rồi. Thì còn những cái bài hát mới mà hãng ta vừa công bố lên thì nó cũng còn rất là ít. Các bác sẽ về, các bác chỉ cắm dây mạng là cóp thôi. Đấy. Và đây ạ, em sẽ quay qua một lượt cái bộ sản phẩm này. Cái sản phẩm này với giá thành thanh lý thì rất là hợp lý cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Đây thì cái dây dợ kết nối đấy ạ. Dây dợ kết nối ở đây thì cái dây này là dây từ cái đầu máy đến cái màn hình cảm ứng. Thì dây là rất là dài các bác nhé. Dây rất là dài, đây dây tầm khoảng 5m, hơn 5m thôi các bạn. Đấy, bối dây rất là dài. Và cái màn hình này thì nó chỉ chạy cái điện áp là 12V thôi các bác nhé. Đây ạ, 12V 4A.
Đấy, nó chỉ qua cái cục đổi nguồn này, đấy, chuyển từ dòng xoay chiều 220V sang dòng một chiều 12V 4A. Đấy, điện áp ăn rất là ít, rất là tiết kiệm điện, và thứ hai là điện áp như này thì nó rất là an toàn, dùng điện áp nhỏ rất là an toàn. Hình thức thì rất là đẹp các bác nhé. À, trên thị trường thì hiện giờ thì các bác là rất là thích hát karaoke, rất là thích hát karaoke. Và cái đa số bây giờ, đa phần các bác là hát trên những cái tivi thông minh, mà khi mà mua những cái tivi mỏng thông minh bây giờ ấy, thì nó tích hợp sẵn cái chế độ là cắm mạng internet vào và xem được YouTube. Thì khi mà các bác hát trực tiếp ở YouTube ấy, thì nó xảy ra rất nhiều những cái phiền toái, mà khi hát, đang hát thì mất mạng không hát được, đang hát thì chuyển sang quảng cáo, bài hát ở trên mạng thì nó hỗn tạp, bài chất lượng tốt, bài chất lượng kém. Nó rất là bực mình, khi mà hát thì rất là bực mình. Đặc biệt là những hôm nào mà có cuộc vui mà mời bạn bè đến nhà mà hát trực tiếp như vậy thì mà xảy ra những cái vấn đề ở mạng như vậy thì nó rất là buồn. Đấy, mời bạn bè muốn vui nhưng mà không thể vui được vì cái mạng không thể hát được. Thì lúc đấy các bạn hãy nghĩ ngay là hãy sắm cho mình một cái bộ mà đầu màn chọn bài chuyên nghiệp, phục vụ karaoke chuyên nghiệp như này. Thì khi mà các bác hát karaoke thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, không có cái gì để mà chê nữa. Cực kỳ tuyệt vời vì đây là những cái bộ đầu màn mà hát karaoke chuyên nghiệp nữa. Đấy các bác nhé. À, thì em là ở bên Lương Âm Thanh, bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm thiết bị phục vụ âm thanh karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em, với rất nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau, mẫu hàng khác nhau. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em, giá thành thì rất là hợp lý cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và các bác theo dõi video thì như dưới mỗi đoạn video thì đều có những nút đăng ký màu đỏ. Các bác nhớ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh của em, ủng hộ kênh của em, và thứ hai để xem sớm nhất những cái sản phẩm em đăng lên trên YouTube. Và có những cái sản phẩm mà Thanh Lý thì giá rất là hợp lý cho các bác, mà bác nào đăng ký kênh thì sẽ xem sớm nhất được những video. Và các bác có một nhu cầu thì các bác sẽ gọi sớm lên bên em với giá thành thì rất là hợp lý cho các bác. Đây, các bác sẽ nhìn thấy hình ảnh nó rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Hình ảnh rất là tuyệt vời này. Các bác có thể chọn bài theo phần ca sĩ luôn này. Chọn theo thể loại này. Thì đây là những cái thiết bị mà đầu màn chọn bài karaoke chuyên nghiệp rồi, rất là tuyệt vời. Và hình thức thì vô cùng đẹp luôn các bác nhé. Mặc dù là Thanh Lý thôi nhưng mà là như mới luôn các bác ạ. Vì cái này ở phòng hát người ta mới sắm thôi, nhưng mà người ta kinh doanh không được, người ta tuyên bố phá sản mà người ta Thanh Lý. Đấy, giá rất là hợp lý cho các bác. Cảm ơn các bác ạ. Em xin chào các bác.